Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún rồi, bún cá mọi người, bún cá chà mọi người, như ông phải đèn đá mọi người, như chấm nước tương, nước mắm mọi người, mắm ớt mọi người, như chanh mọi người. Đây mọi người, món bún cá mọi người. Ly phơi đèn đá mọi người. Mắm mọi người, mắm ớt mọi người. Chanh mọi người, chanh nấm mọi người. Mẫu mọi người. Đúng rồi. Mời mọi người ăn sáng rồi, ăn sáng uống phê, làm từ sáng rồi. Mình có giá rồi, đi vào muốn trồng rồi, một món cá, quế rồi. Như hủ đồ hủ nữa. Để thử nó miếng nước rồi, cắt miếng nước. Nước ngon rồi. Coi xả ớt này kia cay cay rồi. Vừa ăn lắm rồi. Cái gì vậy? Ăn cũng vừa luôn rồi. À, muốn chan thêm mắm hay chan mà. Cá và muốn giòn giòn mà cứ trồng vừa chín mà ăn nó giòn giòn, trồng chín quá thì nó dai mà. Vừa chín ăn vừa vừa muốn trồng quá nó dai. Sợi bún nó dai dai mềm mềm, nó như nhuyễn luôn rồi. Cái nước súp nó thơm mùi sả ớt mà. Mùi sả ớt. Nước không vừa ăn mà. Do không biết là do cái vị của tôi hay là do đặc trưng ở đây mà nó cái nấu á. Có cái quế thơm thơm rồi. Mấy cái món mà ở đây nấu mà cái hủ tiếu mà bún mà với bánh canh được mà nó có hai cái hàu chua mà không biết do đặc trưng nó vậy hay là do ở đây nấu nó vậy nữa.
vô canh ta làm luôn, cho nên thường mấy món này không nè, rồi ít để chanh lắm nè, tại nhiều để nhiều khi nó bị chua lắm nè. Nước chấm vậy mà đó, nước chấm là chị hay để chanh vô đó. Mấy món này thì tôi hấp nước trước mà, thử còn sao mới để mà. Nấu ngon mà, ngọt một cái nấu ngon. Đậu mà, đậu hũ, đậu phụ mà. Trắng mềm luôn rồi. Ăn rồi. Miếng này ăn đúng thơm luôn rồi. Ăn nó thơm giống như cái miếng cái mùi mà đồ hũ nước đường luôn rồi, tàu hũ nước đường đó. Mùi nó giống vậy luôn rồi. Ăn nó thơm luôn rồi. Này cái bánh chiên rồi, nó không biết cái quặng gì rồi. Thì thấy nó giống cái bánh luôn, bánh chiên rồi. Ăn đúng thơm rồi. Đó bánh chiên hay hoành thánh chiên mọi người. Không biết nè. Lò đó thêm là hay để vô ấy. Ăn nó thơm thơm mọi người. Nó mềm mềm. Nhưng mà lúc mới ăn thì nó giòn giòn. Cái vị của cái này, cái bánh này nó cũng vừa ăn đúng không nè. Thấm nước ăn thơm. Hơi đèn đá bầu đắng luôn. Sáng nào phải làm tử luôn. Như giờ này thì chưa tỉnh ngủ mà. Còn là đò lại bài, còn bay chảnh nè, chưa có đáp xuống nè. Cho nên sáng nào phải làm tử. Giống như thành thói quen luôn mà, sáng nào cũng làm cử nó mới tỉnh ngủ rồi, tỉnh ra rồi. Bún cá nấu ngon rồi, cái nước nấu ngon rồi, nước ngọt ngọt thơm rồi, ngon thơm xả rồi, tại vì có xả ớt mà nó đặc trưng, cái mùi nó cũng như kiểu nó vừa phải mà nó không ấy quá. Trong nước nấu ngon rồi, cái bún cá nó dày dày mềm mềm. Tàu hũ thì chẳng bị mọi người thơm, cái bánh chiên mọi người, bánh chiên thì ăn nó thơm thơm mọi người, mềm mềm. Quan trọng là nước nấu ngon rồi, cái mang món nước mà nấu nước ngon ăn là ngon rồi, ngọt có nên ngọt. Ăn này thì chan mắm mọi người, mắm hoặc là kiểu thích gì thì chan đó mọi người. Hơi đen đá thì bầu đắng mọi người. Cũng cá ngon mọi người, cũng cá chay ngon. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.